Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ, xin chào anh em. Tôi Văn Tiến, chào anh em. Tôi Hữu Bảy, chào anh em. Tôi Đức Trai, chào anh em. Ok các bạn ạ, sau những ngày gọi là ăn sập nhà thì anh em mình chính thức là hết kinh tế các bạn ạ. Và hôm nay mình sẽ phải thưởng thức một món, đó chính là món kẹo đá các bạn ạ. Kẹo đá xào với cả tỏi ớt. Kẹo. Anh em nghe không, đã thấy lạ không? Kẹo đá. Kẹo xào kẹo được. Đấy, kẹo bình thường có thể ăn luôn như ai mà ai xào. Thì đây là cái món kẹo đá đó các bạn ạ. Thì đây là mình có chuẩn bị rất là nhiều kẹo này. Đó. Cái mùi gì nhỉ? Không mùi. Giống phải nhai thì mới biết được chứ em. Nhìn nhai thử xem. Hay à? Đúng lắm. À! Đây là sỏi trộn bê tông kẹo gì? Ồ. Cái này em không tiêu. Không tiêu ở đâu. Ở đây là sỏi trộn bê tông mà. Sỏi trộn bê tông để xây nhà này, đủ đường này. Đúng. Nói chung là đây là những viên sỏi các bạn ạ. Thì hôm nay chính thức là mình sẽ làm món gọi là sỏi xào với cả tỏi ớt các bạn ạ. Bởi vì sau những ngày dịch thì chính thức là mình sạc nghiệp rồi các bạn ạ. Không còn tiền để làm gì nữa cả. Nói chung là đây là tình hình chung của tất cả mọi người hiện tại. Đó chính là không còn không được đi làm này. Kiểu ở nhà thì chỉ ăn thôi thì nó cũng đến lúc nó phải hết. Thì hôm nay ấy, thì anh em mình đây là làm một clip gọi là nói lên những cái nỗi lòng của rất là nhiều người. Bây giờ không có tiền là phải dùng sỏi này các bạn. Dùng sỏi để anh em mình xào với cả ớt này, tỏi rồi hành tím và gia vị các kiểu. Cái này thì là sao mềm ra anh? Tí cứ thử mới biết được nó như nào chứ. Thì cái số sỏi đấy thì anh em mình đã dùng cái xịt rửa xe xịt 7749 lần và anh em mình có luộc qua rồi. Xong rồi anh em mình còn rửa đi rửa lại 7749 lần nữa thì bây giờ nó đã sạch như này rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ đem đi để gọi là xào với cả tỏi ớt các bạn ạ. Clip này rất là độc lạ nên là bạn nào mà có xem được clip này mà thấy hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em nhá. Ở đây anh em mình đã cho dầu đây rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ cho tỏi và hành vào để anh em mình đảo trước cho nó thơm với cả cho nó xém xém tỏi với hành đi. Ôi, mình sẽ đảo cho nó thơm lưng lên các bạn ạ. Ôi giời ơi. Anh em thấy hình như vẫn hơi ít thế nào. Thấy ít gì? Bây giờ còn thì cho thêm vào. Trời ơi, chân này thì đâu rồi. Anh đã mất công lấy này, sao anh không lấy hạt mấy cái gạch xây nhà ăn không nhiều. Thế là các em sợ là ăn cái chỗ này tí là sợ ít quá ăn phải tranh nhau à? Đúng thật. Đập lưng luôn con ạ. Tỏi với hành hiện tại đã xém xém rồi con ạ. Bây giờ thì mình sẽ đổ đá vào để xào cho đá nó chín rồi. Xào chín rồi anh. Xào mềm luôn đi. Đảo đi không? Thằng này đùa đấy. Đi ra vị đi em. Nghe xào đá rất là hay con ạ. Nghe tiếng xoạt 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 xoạt. Đây anh mình cho gia vị đây. Cho nhiều nhiều tí ăn cho đập đài em ạ. Anh nhưng mà vẫn chín được thật này, lần đầu tiên nghe. Đào. Xào đi em. Chưa làm, đốt đi em. Đây con ạ, anh mình sẽ cho rất là nhiều ớt vào. Âm thanh là kiểu đá nó lẻn kén các bạn ạ, nên là kêu hơi bị khó nghe. Rồi, nói chung là cái món đá xào tỏi ớt này của anh mình đã rất là thơm rồi các bạn ạ. Anh mình đảo thêm một lúc cho đá chín là anh mình đi thưởng thức thôi. Đảo đi em, đảo đi. Sau một lúc anh mình đảo thì mùi đá với cả mùi tỏi ớt những thứ rất là thơm rồi con ạ. Bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để anh mình đi thưởng thức thôi. Kém lắm rồi. Uầy các bạn này. Không biết gì chưa nhỉ. Đây là kiểu có sức người sỏi đá cũng thành cơ các bạn ạ. Phải không mạnh? Đúng rồi. Mà ăn được rồi. Đây nha con nha. Cái món sỏi đá của anh mình này con này. Đó. Sỏi đá nhìn như kiểu ốc ấy nhỉ? Đúng rồi, đó. Nhìn như kiểu mâm ốc ấy. Nhìn rất là giống như mâm ốc này con này. Nhìn có hình tỏi thơm thật đấy. Thơm nhỉ? Đó, bây giờ anh mình sẽ bê đi để thưởng thức cái món sỏi đá xào tỏi ớt này của anh mình nha các bạn nha.
Và bây giờ thì anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức món sỏi đá xào tỏi ớt các con ạ. Đây là con này nhìn rất là nhiều ớt, rất là cay này. Anh em nào xung phong thử món này trước xem nào. Nhìn như kiểu ôi, món ngon đặc sắc này cũng có tí là xào tỏi ớt. Nhìn rất là giống ốc các con ạ. Đấy, anh mình có chuẩn bị mỗi anh em làm cốc bia cho mát các con ạ. Ôi giời, món này mà không có bia thì không phải là món. Đây này, em khui phát đầu không? Nào, thử. Nhìn miếng nào nó em xem miếng nào nhìn ngon nhất không? Đây. Mời các bạn nhá. Nhai mạnh vào nhá, nhai mạnh vào. Nhai cắn. Này hả? Cẩn thận không phải đi nha khoa răng hàm mặt. Có cái vị gì đó giống như thịt gà xào xào ớt hay sao nhỉ? To đấy. Ngon đấy. Ngon ngon lắm. Thơm lắm. Đuổi anh xem ạ. Ừ, đuổi anh to ấy. Ừ, giống như tôm hùm xốp bơ tỏi. Ờ, thế thôi bỏ đi. Đây là kiểu cái gì nhỉ? Cái xương của nó lên này nhưng mình bỏ đi con ạ. Các bạn ấy à, các bạn ấy ăn kẹo. Ôi nhai. Chưa mềm đâu. Kéo lại vỡ ra. Cái hùm xốp bơ tỏi ngoài. Thì ăn giống của đế xuất mượt tải. Mời các bạn ăn món ăn mùa Covid nhé. Hơi ngon mà. Ngon. Mới tụi cay cay. Cay cay. Cay đó. Nhuốt phát đi. Nhuốt phát nhìn món bội. Cảm giác như còn đang ăn cái đồi ếch xào sợ. Nói chung là cái món này thì anh mình chỉ mút được ở ngoài để cảm nhận vị thôi con ạ. Không thể nhai và không thể nhuốt được nha con nha. Hơi là hơi này. Làm hơi cay, thơm, ngon. Nhưng mà cái này nó vẫn có một chút cái vị gì của biển mặn mặn đấy xào ấy. Cái này vớt từ dưới biển lên đúng. Em không cảm nhận giống cái gì à? Em thấy mùi đất cát này bắt đầu. Là bắt đầu thử nhận dần chắc là xuống dưới đấy ăn gì đấy. Em thấy bắt đầu sẵn sẵn đấy. Không giống cái mùi mà xuống đấy ăn gì. Giống kiểu thôi cứ thực nghiệm trước đi trước sau đêm mai cũng phải ăn thôi mà. À về đất với các cụ gì. Ăn này sớm ra nó tránh rồi. Mút cho sạch nào. Cay thế đấy. Ôi. Đây nha các bạn nhá, rất là nhiều anh em có thể cảm nhận thấy là món này nó như nào con ạ. Anh nhưng mà tiếc quá món này không nhai được anh ạ. Món này phải bỏ xương đi. Món này mà nhai được thì ngon. Đâu đó lại có bị mùi ếch nhỉ. Ui, mạnh ơi, thì giống 33 6 ớt giảm hơn đấy. Cay à? Cái này so sánh với món thịt gì nhỉ? Rất là cay nhỉ con nhỉ? nhớ rồi, thịt xiên nướng. Giống cái gì để biết đúng kiểu vừa viết này luôn đấy. Nhưng mà tiếc là cái này không xiên được. Không xiên được, rồi xào. Có miếng thì lại cay cay cái giống ít xỉu mà giống không khác gì thịt cừu nướng siêu cay. Thôi. Kiểu như đây là anh em ăn đến viên nào là có một vị riêng của một cái món gì đấy ấy, con ạ. Vân với liên tưởng anh ạ. Cứ mút xong một cái một viên này trong đầu lại hiện lên một món ấy. Lại tưởng tượng là đang ăn miếng bò bít tết. Không, em phải thấy giống ăn bạch tuộc sốt Thái. Cay. Cay quá, cháy nước mắt rồi. Nhưng mà chắc là vị đặc trưng nhiều nhất đó chính là mùi đất cát các bạn ạ. Có một chút mùi nước mưa đây ạ, vừa hôm qua mưa to ạ. Thế anh muốn ăn chắc nhiều vị lắm. Nhưng mà mình thấy là món này khá là cay nha các bạn nè. Món này mình nghĩ là thất truyền lâu lắm rồi đấy. Nhà phát cho chú hết cát đi. Uống này nó cát xuống bụng không biết. Anh không biết xúc tên làm đôi xẻng cát nữa là hòa nước uống trên tôi. Đó mình nghĩ này. Cần lên lọc này, lọc lịch tắm này. Ui, cay quá. Anh em đã từng ăn qua bao nhiêu món rồi, thử trải nghiệm xem là có thấy bao nhiêu vị ở những cái món ấy ở trong đây không. Ăn bao nhiêu món này nhưng mà đúng là có món này 102 ạ. Bao gồm bao nhiêu vị?
cái này dài dài này, cái này xích nhỉ. Khẳng định luôn cái này khá, rất là nhiều canxi luôn anh. Rồi, nhiều sắt sắt ở đá ở đây ăn đi. Nhốt chửi thôi, tốt là xương à. Thôi mình khuyên các bạn nhé, đừng nên nhốt chửi, cái này anh em mình chỉ mút được thôi. Cái này vỡ mà. Cắn rồi. Cái vỡ này thì vỡ răng. Cắn vào cái này nó cũng vỡ được nhưng mà chắc là nó vỡ răng. Vỡ răng trước rồi đá sau. Nói chung là hôm nay vừa nãy ấy, thì mình nghe thấy thằng nào nó còn bảo là sợ thiếu các bạn ạ. Và bây giờ này đây, rất là nhiều các bạn ạ. Cái gì nữa nhỉ? Chỗ này chắc là phải mút rất là lâu các bạn ạ. Mà từ trước giờ mới thấy đúng một món mà ăn một món mà hàng bao nhiêu hương vị của các món khác của về. Ngon mà, ngon lắm các bạn. Cậy thật. Món nào cũng nóng hổi. Mút lóng hết mồm. Ui, nhưng mà đá là nóng lâu nhỉ. Giữ nhiệt lâu. Mầm nóng được rồi, sợ mầm nó nóng rồi. Lưỡi bóng lư à. Rất là nóng các bạn ạ. Kẹp mút lưỡi nhờ kêu lưỡi bóng. Mút từ trôn. Đâu, đốt trà, quay đây thật xem nào. Khi mà ăn cái món đá xào tỏi ớt anh thấy là đây kiểu dai rồi ha. Không nhai được. Đất vừa phải mút rồi. Nhấm. Mút rồi hết cốt. Sao hỏi vị nào mà vị nó cay cay thơm. Thế có thấy hương vị gọi là gần về với các cụ không? Tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm 60-75. Tưởng là 6-75 thì nhanh quá. Đây, đất cát thử rồi, con chuối xanh nữa thử. Rồi mai anh em mình thử chuối xanh ăn. Chuối xanh thì còn mấy cái chê nữa. Bác cầm trắng này mà trứng thức. Trời ơi. Trời ơi, vào trứng thức đi chứ nhỉ. Không phải lâu rồi, anh lâu ấy. Món này lạ ngon lắm. Ok, bây giờ mình sẽ vào để thưởng thức thử cái món gọi là trong mùa dịch này xem như nào nha các bạn nha. Hôm đó các bạn mình là vào để thưởng thức cái món này đi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thưởng thức thử xem sao. Bọn mày ăn quen rồi, bọn mày thử tìm cho anh cái món nào nó giống giống phù hoàng đế mà. Đây. À, nhà to nhất đấy. Đây rồi, trắng trắng rồi, giống thịt rồi. Thì à, đây ý đây là thịt cuồng đế đây à? Rất nhiều đây nha, mà, nha. Đó. Rất nhiều bơ tỏi mình, à thôi món này mình không mời mọi người được. Trước khi mà mình thưởng thức các con ạ thì mình khuyến cáo với tất cả mọi người là không nên làm theo anh em mình dưới mọi hình thức nha con nha. Đây là anh em mình dùng đá để anh em mình trải nghiệm thử cái món gọi là đá xào tỏi ớt này để chỉ có liếm ở ngoài thôi con ạ. Còn cái đá này nếu mà mọi người mà làm theo mà chẳng may mà nhút vào bụng thì nó rất là nguy hiểm, nên là mình khuyên cáo mọi người là không nên làm theo anh em mình dưới mọi hình thức nha các con nha. Đó, bây giờ mình sẽ trải nghiệm thử. Bình thường là quen mời mọi người, bây giờ không mời để thấy nó sẽ sai đoạn nào ấy. Rồi mình cứ liếm thử xem sao nha các bạn nha. Ăn thì ngon quá lại nhút trứng. Có đẹp không? Cái quá. Đúng cái đùi cuồng ngon thế nhỉ. Thấy cái vị cuồng đấy. Không phải anh nhìn như kiểu đang mút chân cua ấy. đúng là cua đấy, nhưng mà hình như là con cua này chết lâu rồi. Cua sạch rồi. Đây là thử con cắt xem nào. Đây nào, con xem món xem miếng nào ngon nào. Đây miếng này đi, cứ miếng to là ngon. Gà đi, nhìn đen xì luôn các bạn ạ. Đây kiểu như gà trọi ấy, mình nhìn thấy, như thế thì rất là đen các bạn ạ. Từ châu. Tưởng nhảy đái rồi, ta nhảy đái kiểu. Với cái món này thì mọi người có thể nhìn thấy là cái độ cay của nó như nào các bạn ạ. Nó rất là cay này, toàn ớt là ớt rồi tỏi rồi hành này. Nói chung là những cái tỏi với hành này thì rất là thơm. Đá thì khi mình trải nghiệm ấy thì kiểu đá thì nó kiểu hơi nóng nóng ấm ấm rồi hơi mát mát một tí kiểu của đá ấy các bạn ạ. Là dài đúng đoạn thịt trâu dài đoạn này. Kiểu như nó còn có vị vị của đá luôn đấy. Thì đất cát đấy, đất đấy. Trước đi. Nhưng mà phải nói là món này thuộc dạng nào chứ không lạ đình đình đình. Bởi vì như mình nói lúc từ đầu các bạn ạ, mùa Covid ấy, ngay kể cả bản thân mình chưa bao giờ mà khó khăn như năm nay. Tất cả mọi thứ là kiểu đều phải đi xuống hết các bạn ạ, từ nhà hàng rồi cửa hàng những thứ. Tức là không chỗ nào có thể kiếm được tiền thì hết tiền rồi thì
anh em mình làm thử một clip như này để trải nghiệm thử xem là không biết ngày xưa có ăn cái này không, nhưng mà hôm nay thì mình trải nghiệm thử như này thì thấy chủ yếu là nó hơi gọi là kiểu giải trí một tí rồi con ạ. Nói chung là riêng clip này mình thực hiện gọi là giải trí, nên là mọi người khuyến cáo một lần nữa là mọi người không nên học theo và không nên làm theo dưới bất kỳ hình thức nào nha con nhá. Anh ơi, hôm nào làm thêm món sinh tố cát đã tiến vừa bảo ấy. Lại ý chui ruột thì hôm nào với tôi mình rửa ruột đi rửa ruột trứng gấp. Còn tất cả những anh em bảo là tưởng tượng thì đúng là gọi là tưởng tượng thôi, chứ còn đây là khi mà mình thưởng thức cái này thì nó chỉ có vị gọi là tỏi ớt rồi gia vị những thứ anh mình cho thôi các bạn ạ. Thực ra thì nó không có cái vị gì cả, bởi vì clip này anh mình làm gọi là giải trí một chút thôi. Thì hôm nay anh mình được trải nghiệm cái món gọi là đá xào quả ớt này rồi, thì anh mình xin phép là dừng clip này ở đây. Nếu các bạn thấy clip này của anh mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.